Ngày 29 tháng 1 năm 2021, Huyện ủy Cam Lộ tổ chức hội nghị trực tuyến ký cam kết và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021. Tại hội nghị, đại biểu ở các điểm cầu đã tập trung thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021. Với chủ đề hành động, phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu, Huyện Cam Lộ đặt ra mục tiêu phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển mạnh ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch và tái cơ cấu nông nghiệp, ưu tiên nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, duy trì vững chắc và nâng cao tiêu chí huyện nông thôn mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, duy trì kết quả giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế, đẩy mạnh cải cách hành chính, giữ vững quốc phòng an ninh. Trong công tác xây dựng Đảng, tập trung thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, chú trọng công tác phát triển đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Hội nghị đã ký cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ giữa Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với các bí thư xã thị trấn, các ban đảng, đoàn thể và các phòng ban trên địa bàn.